lên đôi mươi. Đạp xa về trên phố quen bóng nghe lòng câu bình yên. Thật sao hồn nhiên. Này em ta áo trắng chạy trên đường xa quá nhanh khiến bao ngày không kịp theo. Chỉ một phút làm quen. Em lặng yên để cho hàng mi nói dừng. Cho lòng năm quá. Lại một hiện tượng lạ lùng khó có thể lý giải. Ê, cá lại cái câu kìa, nhiệt lên, nhanh lên. Tớ và bác sẽ một lều, còn ba cậu một lều. Ê, cắm chui nhầm lều đó nha. Các cậu đừng có hy vọng. Sao cửa lều không khóa như thế này? Khóa thì ăn thua gì với cọp beo. Ở đây có cọp beo sao? Có đủ hết. Thế mới gọi là sinh thái nguyên sơ. Cọp beo ăn con mồi thế nào nhỉ? Chúng không như tớ, cắn miếng nào là xơi miếng đấy. Chúng thường hay xơi một nửa rồi bỏ đó, hôm sau trở lại xơi tiếp. Nhưng mà Mai cứ yên tâm, người như Mai cọp nó chỉ cần cắn một miếng là xong. Nó sẽ không quay lại đâu. Chí Lý. Ê, con có sợ thú dữ mà tớ sợ con thằng Lằng. Thằng Lằng ở đây to khủng khiếp, cũng coi như là thú dữ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tớ vừa thấy một con châu chấu to
bằng một con chuột cống. Hả? Em ơi. Coi kìa. Cho nên bạn nữ sinh nào muốn an toàn thì đêm nay phải nép vào vai tớ. Hả? Trời ơi. Dây còn chua lắm. Chắc là cái áo này cả tuần chưa thay. Ghê quá à. Đâu có chua, chỉ hơi khen khét thôi chứ bộ. Tớ thì không sợ thú dữ, chỉ sợ mấy con gì mà mềm mềm dẻo dẻo như rắn hoặc lươn. Tớ chỉ sợ cô đơn. Chấm hết. Thì xưa nay có lúc nào mà chẳng cô đơn. Đúng. Nhưng bây giờ tớ mới thấy cảm giác sợ. Vì bây giờ sự cô đơn nó mới thấm vào tim. Này các cậu, kết quá không ha? Ít thì thêm nước vào. Thôi. Thêm đường với bột ngọt nữa. Có bỏ con cá khô vô đây không? Không. Con cá đấy để đem bán cho bảo tàng. Có vẻ phong phú mà hơi lộn xộn. Cũng giống như cuộc sống hôm nay. Nè, mấy cậu phải thành kính, không có đồ ăn nói lung tung như vậy. Dù sao đây cũng là nồi cháo đầu tiên mà tụi mình nấu. Đúng, tự ăn tự đau bụng, không hề có bàn tay của kẻ thù nào. Đừng bi quan thế, tớ thấy ngon. Nhưng mà chưa đủ vị. À, hay là bỏ thêm chút bánh mì khô. Trời, sao còn không bỏ vô một tiếp kem đánh răng luôn thể. Hay chứ, ăn xong khỏi đánh răng luôn. Nè, thôi đi, nhỏ nhỏ lửa lại, cháo khác bây giờ. Cháo tầm thường là như thế, còn đây là cháo sinh thái, phải nấu một cách phi thường. Phi thường nhất là cậu hãy nhảy vô nồi. Nam ạ. Tớ sẵn sàng thôi. Nếu sự hy sinh của tớ ấy, đóng góp cho ẩm thực của nước nhà. Nam mà dễ nhào nồi, tớ sẽ không ăn. Tại sao thế bạn? Vì tớ đang chơi ngốc à. Thôi không nói nhiều nữa. Hỡi cái chiến binh quan giả, đã tới lúc hưởng thụ. Wow. Nè. Chưa. Đây. Cái gì này? Chén kiểu. Trời ơi, nhục chưa? Đi du lịch mang theo chén kiểu. Tớ có thể ăn gì cũng được, nhưng mà tớ phải ăn cho chén đẹp. À, cậu đúng là tiểu thư đại cát. Còn cậu hả? Là một chàng trai mang rợ, cậu có thể ăn dù là gói lá cây. Thôi không cãi nhau nữa. Ở đây mọi cách ăn, mọi kiểu ăn, mọi món ăn đều bình đẳng. Sinh thái nghiêm trang là như thế. Đúng, không nói nữa. Xoay đi. Nè. Mặn mà. Cay quá. Chua quá. Yes. Nóng quá. Ngon quá. Tớ nằm giữa. Không, tớ nằm giữa. Hey,
Chả hy vọng gì đâu. Nếu thú dữ xông vô, nó sẽ ăn từ giữa ăn ra. Còn nó gỡ gì đó Tuyết? Tớ không nói gỡ. Đã đi sinh thái thì phải chấp nhận hy sinh. Tớ cũng biết là như vậy, nhưng mà tớ không muốn hy sinh trong lúc ngủ đâu. Thật khủng khiếp. Nếu giữa giấc mơ lại bị cọp vô. Thôi. Để mai nằm giữa, tới nửa đêm thì đổi cho Ngọc. Cậu không được lăn ấy nha. Lăn sẽ đè bẹp tớ. Khi ngủ tớ không lăn, tớ chỉ cuộn tròn thôi. Tuyệt quá à. Đêm nay là đêm đầu tiên trong cuộc đời của tớ được ngủ trong rừng. À, đêm nay các cậu sẽ gặp được nhiều thứ đầu tiên. Chẳng hạn thứ gì? Lần đầu tiên bị chó sói ngửi. Lần đầu tiên bị rắn bò. Và lần đầu tiên bị bỏ xích châm. Khiếp quá. Chưa hết đâu. Lần đầu tiên bị nước cuốn trôi. Lần đầu tiên bị cây đè. Và lần đầu tiên bị sét đánh. Đừng có nói nữa Tuyết à. Đây là lần đầu tiên tớ biết cậu hay hù dọa người khác á. Tớ không hù dọa, tớ chỉ nhắc thôi. Ủa, sao nghe thấy lời con trai có tiếng động gì nhở? Ê, hai chàng ngủ rồi. Chưa ngủ đâu. Chắc hai chàng đang thao thức. Sao cậu biết? Tớ biết thừa đó chứ. Ngủ trong rừng với ba cô công chúa như tụi mình, mấy chàng không thao thức mới lạ. Có khi hai chàng đang khóc. Khóc vì ba nàng công chúa quá kiêu kỳ. Nè. Sao bên này im ấy nhỉ? Ngủ chưa? Ngủ sao được khi bên cạnh các nàng là hai chàng hoàng tử đẹp trai. Cậu chắc không? Chắc chứ. Tâm lý con gái thì còn lạ gì nữa. Ra vẻ kiêu kỳ vậy thôi, chứ thật ra muốn có bạn trai gần chết. Nó. Cậu có để ý không? Sao? Tuyết rất hay liếc tớ. Liếc cậu á? Liếc khi nào? Thì lúc ăn cháo á. Miệng thì nhai xương cá, còn mắt thì liếc tớ long lanh. Mắt Tuyết bao giờ cũng long lanh khi ăn. Cậu đừng có mơ tưởng. Tớ chả ảo tưởng gì Tuyết. Bởi vì tớ mãi lo ngó Mai. Từ lúc vào rừng tới giờ, Mai lúc nào cũng kiếm cách để ngồi cạnh tớ hoài à. Ngồi cạnh cậu? Cậu cứ làm như cậu là tài tử Hàn Quốc không bằng. Tài tử Hàn Quốc tuy đẹp trai thiệt, nhưng toàn bị ung thư. Trong khi tớ hoàn toàn khỏe mạnh, tương lai tớ sáng sủa hơn nhiều. Này, cậu đừng có nói là Ngọc nhìn cậu suốt đấy nhá. Tớ nói làm gì? Trong khi đó là điều hiển nhiên. Ngọc tuy không nhìn liếc tớ như Tuyết và không ngồi cạnh tớ như Mai, nhưng mỗi khi gặp tớ thì Ngọc hay thở dài và tươi cười một cách đầy ngụ ý. Thôi ơi, bớ bẩn quá. Hôm nay tôi mới biết cậu bị mắc bệnh ảo tưởng đấy. Tớ đang mắc bệnh quá lạnh lùng trước các nàng đầy khao khát, mà tớ lại quá vô tình. Trong đầu của tớ chỉ biết văn nè, sử, địa. Cả cuộc đời tớ đã dành cho học hành, chưa có phút giây nào dành cho yêu cả. Thôi đi ông ơi, ông đừng bay lơ lửng nữa. Ông hạ cánh cho tôi nhờ. Gớm. Cái người như ông ấy thì nhiều như muỗi. Gái đâu ra để ý mà mơ. Tớ đâu có mơ.
Các nàng mới đang mơ. Giờ phút này, ở liều bên kia, các nàng đang mơ mộng và cầu trời để cho tớ hiện ra. Tớ chỉ nghe hình như ba nàng đang ngáy khò khò. Đó là vì cậu nghe bằng đôi tai phàm tục. Còn tớ là tớ nghe bằng trái tim nhạy cảm. Tớ tin chắc ba nàng đang thao thức hy vọng. Các em thân mến, như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Vấn đề rắc rối hàng đầu đã được giải quyết. Và lớp ta lại tuyệt diệu như xưa. Yeah! Thưa cô, lớp ta luôn luôn tuyệt diệu, dù cho có chuyện gì xảy ra. Cô cũng tin như vậy. Nhưng dù sao Judy Mew, em cũng đừng làm cho ai phải đau tim nữa nha. Thưa cô, nếu đau là cần thiết thì phải nên đau ạ. Nghỉ ngơi đi Miu, tớ kiệt sức rồi. Kiệt sức à? Hình như mấy em mới tuần vừa rồi có tổ chức du lịch sinh thái. Ở lớp ta, phong trào sinh thái có vẻ đang lên. Thưa cô, điều ấy hợp với thời đại cô ạ. Phải, và văn học nghị luận cũng rất hợp với thời đại. Vậy bây giờ, chúng ta hãy học tiếp về văn học nghị luận. Các em mở sách ra. Thưa cô, em cảm thấy có nhiều vấn đề, sao nghị luận mãi cũng chưa ra. Có lẽ do ta chưa dám nghị luận đến cùng. Được, cô hứa với các em từ nay, cái gì cũng sẽ bàn tới cùng. Các em mở sách ra. Trong văn nghị luận, điều quan trọng nhất là cách đặt vấn đề. Chúng ta phải tỏ ra dứt khoát, rõ ràng và mạnh mẽ, và nói càng nhanh càng tốt vào trọng tâm. Tiếng gì thế nhỉ? Chó ở đâu vậy? Hay là tiếng chuông đồng hồ báo thức? Không phải, rõ ràng là tiếng chó Nhật mà. Chả phải chó Nhật đâu, chó Bắc Kinh á. Eo ơi, nghe còn ghê hơn cả tiếng chó sói. Ở đâu ra tiếng chó sủa? Chỗ cậu ạ. Lối hành văn nghị luận cần mạch lạc. Nếu cần dẫn chứng phải ghi rõ xuất xứ, tránh dẫn chứng tràn lan. Mục đích của văn nghị luận là chứng minh được quan điểm của người viết. Nghe có tiếng chó sủa. Em nào có chó đứng dậy. Bạn có không? Thưa cô, em ạ. Trời, đẹp quá à. Trời ơi, dễ thương quá à. Con mắt nó kìa, còn đẹp hơn mắt bạn Mai. Xem răng nó kìa, còn sắc hơn răng của bạn Tuyết nữa. Hay nó là con chó bằng nhung. Hùng, tại sao lại mang chó vào lớp? Dạ, tại em không nghĩ là nó sủa lâu vậy ạ. Chả lẽ nó không sủa thì hát à? Không chừng đây là con chó biết ngâm thơ.
Có khi nó vẫn làm hộ bài kiểm tra văn cho Hùng đó chứ. Trật tự. Hùng, em đã vi phạm nội quy. Thưa cô, nội quy đâu có cấm mang chó vào lớp ạ. Nội quy không bao giờ giết hết. Nhưng chúng ta là học sinh lớn, chúng ta phải biết suy ra. Thưa cô, đúng vậy. Hùng, em hãy mang chó ra ngoài. Thưa cô, ngoài là ở đâu ạ? Cái đó thì cô không biết, nhưng trước mắt là ngoài lớp học, vậy thôi. Tội quá. Tớ mệt nó quá. Tớ đành mê cả nó lẫn Hùng. Bỏ nó trong túi áo còn vừa, nó còn bé hơn con chuột nữa, không khéo ra ngoài bọn trộm sẽ bắt mất. Thưa cô, cho em xin vào lớp ạ. Em không bỏ chó vào túi áo đó chứ. Có khi cô ấy nhai rồi. Thưa cô, em buộc ở ngoài ạ. Cảm ơn em. Mời em về chỗ. Chúng ta tiếp tục học bài. Chuyện gì vậy Hùng? Con chó tớ buộc ở đây đã biến mất. Trời ơi, tiếc quá à. Ai đã lấy nó? Tớ không biết. Tớ đang quá khổ vì chuyện này. Mà cậu mang chó tới đây để làm gì? Để tặng một người. Ai? Cậu chứ ai. Sao cậu biết tớ thích chó? Tớ bắt đầu hiểu cậu rồi mà. Ê, làm gì đây? Trang Văn An. Chúng tớ đang tìm con chó. Con chó bé như con chuột á. Nó không phải chuột. Nó là một chú chó chính cống. Có tư cách, có nội tâm. Thuộc giống loài quý hiếm. Chắc là cũng tương đương với tớ ở phía loài người đúng không? Tớ đã mơ ước có một con chó như vậy từ lâu rồi. Ở bên Anh bán rất đắt. Tớ không ngờ Việt Nam đã nhập về. Các cậu đi tìm giúp tớ đi nào. Tớ nghĩ nó không đi xa đâu. Khó đấy. Con chó này bé như củ khoai, núp vào đâu cũng được. Sao nó không sủa nhỉ? Đời là thế. Chẳng ai kêu lên lúc cần cả. Không thấy nó, tớ chết mất. Đừng chết dễ dàng như vậy, Miu ơi. Thế thì cậu không biết rồi. Con gái càng sang càng hay chết vì những điều vớ vẩn. Mình phải xã hội quá, việc tìm kiếm này mới được. Xã hội quá là sao? Tớ sẽ giải thích và bàn với cậu sau. Ăn xin cơm nè My. Có rồi. Ăn đi, ăn đi. Có ai ăn xin cơm của nè không nè? Ê, con gái coi. Không mũi mát họng sảng khoái dài lâu. Ghê quá. Ai lỡ biết. Uống nước không? Ê, nước nè. Bà con chú ý, bà con chú ý. Tin khẩn cấp. Ủa cái gì khẩn cấp? Tin gì? Tin gì vậy? Dạo này khẩn cấp nhiều quá. Bọn tớ hồi hộp quen rồi. Chả có gì khẩn cấp bằng ăn. Thưa bà con, như chúng ta đã biết, Nguyễn Bá Hùng là một chàng trai tốt, có trái tim nhân ái. Chàng yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu súc vật. Giờ đề nhanh đi.
ai không biết con trai lớp này yêu đủ thứ. Không nên quảng cáo dài dòng. Cứ như cậu sắp mang hồn đem ra bán không bằng vậy đó. Không phải ra bán, cho thuê. Bà con trật tự. Màu mè đúng. Sở dĩ tớ nói dài vì sự việc tự nó rất dài. Rất dài. Hồn của chúng ta là một người yêu súc vật nói chung và chó nói riêng. Cách đây một giờ, Hùng với trái tim đa cảm của mình đã mang chó vào lớp. Rồi sau đó mang ra. Mang ra trong nước mắt. Ra là vì chó có những nhu cầu mang tính cá nhân. Im lặng. Hùng phải mang ra bởi vì cuộc sống có những quy luật đôi khi không dung hòa giữa chó và người. Dù đó là một con chó tầm thường hay chó trứ danh. Khi được đem ra ngoài một cách bất thình lình, khi được áp dụng những phương pháp cải tạo một cách đột ngột, con chó đã không tiếp thu kịp. Nói cách khác, nó đã vùng ra và đã trốn rồi. Thay mặt bạn Hùng, tớ xin thông báo cho cả lớp. Hùng kêu gọi sự giúp đỡ. Chúng ta đã muôn đời tìm kiếm đủ thứ, nhưng hôm nay là tìm kiếm một con chó bé bé, xinh xinh. Hãy mở to mắt, hãy bước dài chân, hãy xới từng gốc cây, ngọn cỏ. Khoan đã, tìm thấy thì như thế nào? Được chia một nửa con chó thì sao? Hay là mang bán cho hàng vỡ? Còn tớ không được thì tớ sẽ giữ luôn. Còn tớ hả? Tớ sẽ cho cuộc đời nó trong nhung lụa. Hay là tớ để nó lên đầu. Theo như bạn Hùng, một chàng trai đang đau khổ tiết lộ, khi tìm được con chó, tùy vào thái độ của nó mà phán xử. Trên cơ sở đề cao nguyện vọng cá nhân. Nói vậy vẫn không rõ ràng. Rõ ràng nhất là ai tìm nấy được. Đúng rồi. Xin quý vị đừng tham lam thế. Hãy coi đây là một hành động nhân đạo. Hãy đi tìm đi. Đời là thế mà. Đời là những cuộc kiếm tìm. Mình tìm đủ thứ mà chả ai tìm mình. Có tuổi không? Ê, cái cậu ngói dưới đất đi. Để tao ngói lên trần cho. Cậu làm như chó là thạch sùng vậy đó. Cậu với Nam đâu phải thạch sùng mà cũng biết leo cây. Tớ mà giới được, tớ sẽ đeo cho nó một cái chuông. Đi đâu sẽ kêu lên thế lớn chạy. Tớ không đeo, vì mồm tớ là một quả chuông rồi. Chào con ơi. Trời ơi. Ki. Ki. Sao? Có dấu hiệu gì không? Không, như thể nó biến thành con muỗi bay đi vậy. Ê, cũng có khi nó bị một con mèo dò. Nó không tầm thường vậy đâu. Tuy nó bé nhưng anh dũng lắm. Nó là một con chó khao khát văn minh. Tôi chẳng ngạc nhiên gì khi nó lọt vào trong lớp học nào. Đang giơ tay phát biểu trong giờ sinh vật học.
một con chó có tri thức, có trái tim. Nhưng tiếc thay, nó lại có hàm răng. Và hàm răng đó đang cần ăn uống. Hai bạn đi đi. Chào cô. Ê, thưa cô. Thưa cô, chào cô. Các em đang làm gì đó? Dạ thưa cô, bọn em đang quan sát các góc tường. Để làm gì? Dạ, để tìm những vẻ đẹp bé bé và tiềm ẩn. Vậy cô hy vọng các em sẽ tìm ra. Dạ, bọn em sẽ cố ạ. Này các cậu, sao chúng mình không nói thật được nhỉ? Cho con ơi, cho tại con. Chả biết cô hiệu trưởng sẽ phản ứng thế nào. Có khi nó sẽ bị tịch thu hoặc bị xích trong phòng. Và dạ, cấm hái miệng sủa. Thôi, tôi thấy có điều gì đó đi tìm đi. Bí ẩn và xảy ra rồi. Chắc tại chị bị ám ảnh quá thôi. Tôi luôn bị ám ảnh khi gặp học sinh lớp 12A, nhất là đối với Zulimil. Nó làm tôi đau hết cả đầu. Chẳng lẽ chúng nó tìm vàng? Trường này có cả vàng, kim cương và cả đại bác. Mời cô. Cậu nhìn làm gì? Nó không quay lại đây đâu. Cũng chẳng biết được. Giống chó này nhanh như tia chớp. Nhưng Hùng này, tại sao cậu định tặng nó cho tớ? Vì Miu à, tớ sực nhớ ra, tớ chưa bao giờ tặng cậu cái gì hết. Tớ cũng vậy thôi. Không, tớ biết không phải như vậy. À, vậy tớ vừa tặng cậu một câu chuyện vô cùng rắc rối. Cậu suýt nữa bị tử hình. Đến bây giờ tớ vẫn bị án treo mà. Có khi là treo mãi mãi. Có khi nào nó quay lại đây rồi chui vô đây ngủ không? Nếu nó khôn thì làm thế. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi ra ngoài. Không nên chỉ tin vào sách giáo khoa. Cậu nói chuyện y chang như Vằn vậy. Tớ công nhận Vằn nhiều điều có lý. Nhưng tiếc thay kết kể như Vằn. Cậu với Vằn mà thành một đôi thì thế gian này sẽ vỡ ra từng mảnh vụn mất. Vì vậy cho tới bây giờ tớ vẫn còn cô đơn. Cậu muốn hết cô đơn không? Tớ còn đang suy nghĩ. Julie Mew thì cái gì cũng quá nhanh. Nhưng chuyện này thì suy nghĩ chậm quá. Ngọc. Ừ? Cậu vẫn đang kêu con chó đấy à? Ừ. Có phải con gái ai cũng thích chó con không? Ừ. Vì chó con thì dễ thương, chó con nhí nhảnh, với lại chó con hay sủa gâu gâu nữa. Vậy tớ tặng cậu một con nhé. Sao cậu không tặng trước? Chỉ để đến lúc Hùng tặng Miêu thì cậu mới làm. Vì Hùng nhanh hơn tớ, nhưng sẽ không chân thành bằng tớ. Cậu tin tớ đi.
cậu phải làm khác hồn mới được. Hay tớ mua tặng cậu một con khỉ, hoặc một con thỏ, hay một con vẹt lông xanh nhá. Tớ thích cả một vườn bách thú cơ. Vừa mấy thú thì tớ chịu, tớ không sao mua nổi con hươu cao cổ. Mua làm gì, trong khi bản thân cậu đã giống một con hươu già. Thôi, cậu đừng khó khăn nữa. Cậu thích con gì cứ nói ra đi. Tớ thề, tớ thề sẽ kiếm được. Nếu không mua, tớ sẽ đi săn. Chàng trai ơi, vậy hãy kiếm cho tôi một con lực đực. Ông chủ ơi, đừng kiếm nữa, bọn bắt cóc đã túm chó đi rồi. Bọn chúng ở đâu ra? Ở khắp nơi, chúng chuyên bắt chó về rồi đòi tiền chuộc. Không chuộc thì sao? Thì chúng cho lên than hồng, chúng làm cho chó thơm phức. Khiếp, mang rỡ quá. Mà ghê nhất là cậu biết hết những chuyện này. Các cậu chỉ yêu chó, còn tớ hiểu những gì liên quan tới chó. Tình yêu phải có hiểu mới lâu bền. Tớ chỉ hiểu một điều, là không bỏ rơi súc vật. Ở một số nước, làm như thế có thể đi tù. Hả? Thật không yêu? Thật hoàn toàn. Do đó tất cả các chó đều phải đeo vòng, khắc tên và địa chỉ nữa. Cậu phải treo biển cho nó, biển ghi: đây là chó của Hùng, có nhiều nét giống Hùng, ai tìm được xin trả lại cho Hùng, Hùng xin thay mặt chó cảm ơn. Hay quá. Vậy thì tớ cũng sẽ tặng cho cậu một con. Tớ đề là: đây là chó của Mai, ai tóm được xin buộc vào chân của Mai để cho nó cắn Mai. Ý vậy chó của tớ phải đề ra sao? Đây là chó của Tuyết, răng nó trắng như tuyết, ai bắt được nó sẽ để nó nằm trên giường có đệm bông bạch tuyết. Kìa, tớ nghe có tiếng chó sủa. Tiếng hát của Nam đó chứ. Không, đúng là tiếng chó sủa ở ngoài hành lang. Chạy ra, nhảy lên. Em xin lỗi thầy ạ. Anh đang vẫn trôi chàng, tiếng hát vẫn cất vang. Bao cơn mưa sẽ qua, mây đen sẽ tan dần. Những ước muốn cất lên cho đam mê vượt cao. Ta luôn luôn có nhau, chia nhau niềm vui. Cho những đổi thay, bạn tôi ơi hãy nhớ.